Xin kính chào tất cả các bạn nhé. Thì bây giờ cứ mỗi ngày mình sẽ làm một cái video vào khoảng tầm cuối giờ chiều, vì ban ngày mình phải đi làm và đi họp đi hành rất là mệt. Các bạn thấy hôm nay mình cảm giác là phờ phạc hẳn đấy, bởi vì tối qua mình thức hơi khuya. Trong thời gian gần đây thì các bạn nhắn tin cũng như là gọi điện cho mình cũng tương đối nhiều và mọi lúc mọi nơi luôn các bạn, không kể bất kỳ giờ nào. Có thời điểm như vừa rồi đến nửa đêm 12 giờ các bạn còn gọi. Rất là may là mình còn bật chế độ của điện thoại nghe máy được. Thì ngày hôm nay mình quay lại với các bạn một cái video, đó là có nên vay tín chấp hay không. Thì theo các bạn là có nên vay vay tín chấp không ạ? Mình nghĩ là có nên vay hay không thì bản thân của chúng ta mỗi người đều biết, bởi vì trong cái thời điểm mà chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn thì vay tín chấp đó là một cái giải pháp cứu cánh. Tuy nhiên khi chúng ta đã gặp khó khăn rồi, chúng ta quay ra chúng ta vay tín chấp và đồng nghĩa với việc là chúng ta không trả nổi, bởi vì tín chấp có cái lãi suất nó tương đối cao so với quy định của ngân hàng. Vậy thì vẫn là câu hỏi là có nên vay hay không. Thì có nên vay hay không thì ngay từ thời điểm lúc mới vay ban đầu các bạn phải tự xác định, và các bạn phải rõ ràng là cái việc mà các bạn vay tín chấp đó thì các bạn vay về làm gì, có ra được tiền hay không, hay là các bạn vay về rồi các bạn không trả được thì đó là một cái vấn đề hệ lụy rất là mệt. Thế nào? Rồi, vậy thì tại sao có nhiều người vay tín chấp rồi mà lại không hiểu vì sao và không biết như thế nào và không hiểu được cái đường đi nước bước là tại sao mình lại vay tín chấp? Thì thưa các bạn thế này này. Có nhiều bạn thì được tặng thẻ. Và cái mục đích của nhân viên tín dụng ấy là phải làm sao dụ dỗ các bạn nhận thẻ bằng được. Thì các bạn nhận một khoản thẻ, đôi khi các bạn không dùng nhưng mà nó vẫn phát sinh phí. Rồi cuối cùng các bạn vẫn bị nợ xấu. Bởi vì sao? Các bạn không sử dụng thẻ nhưng mà thẻ bị mất tiền phí duy trì. Cái thứ hai nữa là khi các bạn đã kích hoạt thẻ rồi, đồng nghĩa với việc là các bạn đồng ý nhận khoản tiền đó. Thì nếu mà các bạn đã đồng ý nhận khoản tiền đó thì các bạn đã là người vay tiền rồi. Thì đến ngày đến tháng bên nhân viên nó gọi cho các bạn thôi. Còn một hình thức nữa là các bạn không hề nhận thẻ, không hề biết cái gì luôn, nhưng mà các bạn tự nhiên đùng cái bị trừ một khoản tiền. Thì bạn thực tế là bạn đã được cấp thẻ rồi nhưng có thể là bạn không được gửi thẻ về và bạn đã bị người ta chiếm dụng cái thẻ đó để làm việc cá nhân, để làm việc việc khác rồi, và các bạn không hiểu vấn đề nên là các bạn bị mất tiền oan. Còn có những trường hợp là các bạn không hề vay tiền luôn mà không hề nhận thẻ nhưng các bạn vẫn bị người ta quấy rầy và truy cho bạn cái tội là bạn đang vay tiền. Thì thực tế là hiện tại trong cái khoảng thời gian gần đây thì có rất là nhiều app ra đời, và thưa các bạn là app thì vay cực kỳ dễ, chỉ cần có thông tin thôi. Đôi khi người ta làm giả chứng minh người ta vay cũng được và tình cờ dính vào bạn thì bạn bị thôi. Thì còn quy trình thế nào thì các bạn nào có thể hỏi mình riêng, và chuyện này rất là tế nhị nên là mình cũng không không muốn nói. Thì theo các bạn mình có nên vay tín chấp không ạ? Nếu mà chúng ta có thể vay được bà con cô bác thì chắc chắn là các bạn không còn coi ở cái video này của tôi rồi, bởi vì các bạn coi video này các bạn đang phải là người đi vay. Thì tôi khuyên các bạn là chúng ta trong thời điểm khó khăn cũng nên vay tín chấp, nhưng lựa chọn mức lãi suất nó vừa phải và đúng với khả năng trả của mình. Bởi vì cái vay tín chấp nó cũng chính là một cái giải pháp cho chúng ta để chúng ta thoát khỏi khỏi cái hoàn cảnh lúc bấy giờ, và sau đấy thì chúng ta cố gắng chúng ta trả cho đúng. Còn nếu trường hợp mà chúng ta bị gài kèo đưa vào thế với lãi suất cao cộng với dồn của nhiều lần mà trả không được thì sự lựa chọn nó nằm ở các bạn. Còn các bạn muốn tư vấn thì các bạn cứ gọi cho mình. Và còn một cái nữa là trong quá trình mà mình làm việc đấy thì vấn đề mà CIC đấy, CIC thì ngày hôm nay mình sẽ nói luôn cho các bạn biết CIC là gì. Thì trong hệ thống ngân hàng có một cái nghiệp vụ đó gọi là CIC, check CIC. Và CIC thì có thể check từ từ 3 tháng đối với CIC S37 và 5 năm đối với CIC của Ngân hàng Trung ương. Thì hiện tại thì với cái việc mà check CIC này thì chắc chắn là các bạn phải bỏ phí, trừ nhân viên ngân hàng được cấp mã hoặc là họ mua. Thì hiện tại là thường thường nếu các bạn mà gọi lên ngân hàng mà nhờ để check cái mã này thì tùy chỗ thôi. Ví dụ CIC thì thường thường là khoảng 80 ngàn, có chỗ thì 20 ngàn, có chỗ thì 30 ngàn, tùy. Đấy, thì nếu như mà các bạn muốn muốn kiểm tra xem là mình có nợ nần gì không
hoặc là bạn mình có nợ nần gì không thì các bạn cứ gửi cho mình sẽ nhờ người khác để check cho các bạn. Tuy nhiên là mình chỉ ưu tiên là kiểm tra chính chủ thôi, còn tránh trường hợp là lộ thông tin của người khác và sử dụng cái việc đó trục lợi. Đấy, mình lưu ý các bạn nhé. Và CIC thì nó chạy thế nào? Thì thường là chúng ta phải nhập chứng minh, nhập số tỉnh vào, là nó ra cái lịch sử nợ của chúng ta, là chúng ta đang có nợ ở đâu, như thế nào, và cái các bạn đã có từng có cái lịch sử mà vay nợ hay chưa. Đấy. Và cũng có nhiều bạn hỏi mình là nợ xấu thì có xóa được không, và nợ xấu là gì? Nợ xấu là nợ mà các bạn đang trả nhưng mà các bạn trả chậm, hoặc là các bạn không trả nữa và các bạn bị nợ xấu. Vậy thì khi dính nợ xấu thì các bạn có gỡ được không? Thì mình có hai cái ý muốn nói với các bạn này. Đối với những khoản vay mà bây giờ các bạn đi vay dưới 10 triệu thì các bạn chỉ cần trả cái khoản nợ cũ mặc dù nó nợ xấu, thì sau khoảng tầm 5 đến 15 ngày khi hệ thống cập nhật lại thì các bạn vẫn có thể vay được, nếu mà khoản vay mà dưới 10 triệu. Còn khoản vay mà trên 10 triệu, nghĩa là khoản vay lớn mà các bạn xác định sau này làm ăn mà vay thế chấp, thì mình khuyên các bạn nên trả hết số tiền đó đi. Bởi vì là sau khi các bạn trả hết thì với cái việc mà CIC đấy, thì 5 năm sau thì nó tự động nó sẽ xóa cho các bạn. 5 năm sau nó sẽ bị trôi đi và không còn kiểm tra ra nữa, thì các bạn có thể đi vay tiền bình thường. Thì đấy là về CIC. Còn các bạn nói là hỏi mình có thể là giúp cho mọi người các bạn là xóa nợ xấu được không, thì mình bảo là vẫn được, nhưng mà nó hơi mệt, rườm rà. Được và bằng cách nào thì ở video trước mình đã nói với các bạn rồi. Còn hiện tại ở trên mạng có rất là nhiều người tự ý nói là có thể xóa được nợ xấu với mức giá 8 đến 10 triệu và toàn là nhận tiền trước, còn nhận 50%. Thì mình khẳng định với các bạn luôn, tất cả những cái người rao là xóa được nợ xấu trên mạng đều là giả hết các bạn nhé, đều là lừa đảo. Còn hệ thống ngân hàng không phải dễ nói xóa là xóa. Nếu mà nói xóa thì xóa thì ở trên cả nước mình không còn nợ xấu nữa rồi. Người ta bỏ 5-10 triệu mà xóa thì quá là dễ, đúng không nào? Nhưng vẫn có cách để mình xóa nó. Ví dụ các bạn thay số chứng minh chẳng hạn, thay số chứng minh, hoặc làm lại cái chứng minh ở một địa bàn khác. Đấy, hoặc là làm lại cái số sổ khai sinh, vân vân và vân vân, để sửa lại cái lịch sử của mình. Tuy nhiên cái việc đó thì theo mình nghĩ thì nếu mà các bạn cần thiết làm gì quá thì các bạn mới làm thôi. Thực tế nó làm rất là mất nhiều thời gian. Đấy. Thì trong cái video này mình tổng kết lại, mình đã nói với các bạn ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có nên vay tiền hay không. Vấn đề có nên vay tiền hay không. Rồi cái vấn đề thứ hai là nợ xấu là gì? Nợ xấu là gì? Nợ xấu là gì? Rồi cái vấn đề thứ ba là CIC. CIC là gì? Và để CIC được thì như thế nào? Thì mình tổng kết lại là vẫn nên vay tiền, vẫn nên vay tín chấp các bạn nhé. Bởi vì đó là cái giải pháp cứu cánh dành cho các bạn mà không có chỗ nào để vay nữa. Mặc dù cao một chút nhưng nó vẫn tốt hơn là cho vay nặng lãi. Cái thứ hai là CIC, nếu như bạn nào muốn kiểm tra CIC thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình. Thì mình sẽ hỗ trợ giúp cho các bạn để kiểm tra CIC trước khi vay ngân hàng. Cái thứ ba là về nói nhiều quá gần như quên rồi. Anh hôm nào là như thế các bạn ạ. Anh hôm nào là như thế. Chiều nay thì tương đối mệt các bạn, cũng hơi mệt một chút. Đấy thì vấn đề mà CIC này, rồi vấn đề về có nên vay tiền không, và vấn đề nợ xấu đấy. Nợ xấu rồi vấn đề mà nợ xấu thì có xóa được hay không. Đấy, vấn đề thứ ba là nợ xấu có xóa được không. Thì mình khẳng định các bạn là nợ xấu thì không xóa được, chỉ có sửa thông tin rồi các thứ thôi. Đối với các bạn mà vay nội bộ ngân hàng thì các bạn có thể là linh động, chúng ta liên hệ với lại tổ chức ngân hàng nội bộ, nó có thể là linh động vẫn cho chúng ta vay. Còn mà chúng ta mà vay ở bên ngoài, chúng ta vay tín chấp thì hầu như là chúng ta không vay được nữa đâu. Đấy, mà muốn xóa mà các bạn lên mạng các bạn thấy là nhiều người đang là hỗ trợ xóa nợ xấu 100%. Không phải các bạn, không bất kỳ một người nào có thể xóa nợ xấu. Mình khẳng định luôn là giám đốc của ngân hàng trung ương chưa xóa được nợ xấu cho con của mình, chứ đừng có nói người khác mà xóa cho mình. Chỉ có là luồn lách thay số chứng minh hoặc là trả hết đi rồi đợi thời gian nó sẽ tự động nó xóa cho mình. Mình lưu ý với các bạn như thế. Còn bạn nào muốn hiểu sâu hơn thì bạn nó có thể là liên hệ inbox trực tiếp cho mình
qua cái số điện thoại mình để ở dưới. Và các bạn nhớ là đừng tiếc một like cũng như là một nút chia sẻ và subscribe đăng ký cho mình. Rồi lần này thì video mình làm ngang đây thôi. Chúc các bạn có sức khỏe cũng như là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có vấn đề gì cứ alo cho mình. Chào tất cả các bạn.